Nhà bà ngoại duy nhất này là nhà thờ chi nhánh dòng họ, thờ ông bà ngoại và tổ tiên bên ngoài bà cô. Trước đây ông ngoại bà cô hoàng đương làm tổng trưởng. Nhà thờ do ông ngoại bà lập năm 1881 bằng lá mía thương ven xung quanh. Vào những năm 30, bà con trong họ đã sung túc, người thì góp cơm, người thì góp của. Nhà thờ được bà con xây tường và lập ngõ như thế này. Dòng họ Hoàng, họ ngoài của bạn nguồn gốc không phải ở xứ Nghệ, có tựa làng Hoàng Vân, huyện Kim Thi của tỉnh Hải Hưng cũ, nay là thuộc xã Hồng Tiến, huyện Quảng Châu của tỉnh Hưng Yên. Dưới thời Lê có hai ông tướng Hoàng Nghĩa Giả, Hoàng Nghĩa Thân vào Nghệ An dẹp giặc. Giặc tan rồi họ không trở về quê cũ mà dừng chân tại làng Dương Xã thuộc huyện Hưng Nguyên. Đời thứ 9, ông Hoàng Văn Cần đã rời Hưng Nguyên và sinh cả lập nghiệp tại Hoàng Trù, cổ hoàng được ông của bác đời thứ 15 của dòng họ. Và hôm nay các cô chủ về dân lễ để nhớ ơn ông bà ngoài, tổ tiên bên ngoài bà cô. Còn có hai ngôi nhà tranh. Ngôi nhà ba san lát nữa chúng ta về thăm nhà của bố mẹ bác. Còn ngôi nhà tranh khá rộng năm san, nhà này của ông bà ngoài. Ông ngoài bà cô là Hồ Hoàng Đường, một nhà nho giàu lòng thương người và cuộc sống bằng nghề dạy học. Bà ngoài của Nguyễn Thị Kép là người phụ nữ nhân hậu, ngoài công việc đồng ruộng còn tranh thủ dệt vải tài gia đình. Nhà ngoài có năm gian, ba gian đầu ngoài ta thấy được để thoáng rộng, không có che kín. Cô Hoàng Đường dạy học trò của mình tại đây ạ. Thầy thì ngồi trên phản, trong mang ghế nhỏ, ngồi phía quanh cây lên phản để viết. Đây là ảnh thư của chấm bài và đầm rượu chén ra để ngoài bạn tiếp khách. Cô Hoàng Đường nghỉ ngơi tại bộ phận cổ gian thứ ba. Phía trong căn buồn kín đáo nơi nghỉ của bà ngoài và cô kẻ đã sinh hai người con đẹp người đẹp đẹp. Người con gái đầu lòng là cô Hoàng Thị Loan, mẹ bạc Hồ, cô em gái Hoàng Thị An là dì của bà. Ông bà Hồ Hoàng Đường cùng hai con sống đầm ấm hạnh phúc hòa thuận. Năm 1878, tại đây gia đình có nuôi một người học trò nữa. Cậu học trò được đón về nuôi dạy không ai khác, đó là cậu Nguyễn Sinh Sắc, chính là thân sinh bạc Hồ. Câu chuyện được bà con truyền kể, năm đó Tết Mậu Dần, cô Hoàng Đường đi chúc Tết. Qua một cánh đồng, cô thấy có cậu học trò ngồi lưng sâu, tay cầm sách mãi mê đắm. Tìm hiểu cô Hoàng Đường mới biết, Nguyễn Sinh Sắc mồ côi cha mẹ. Cậu không được đến trường, mà chăn trâu cắt cỏ, cậu mượn sách bàn đọc thêm. Thương học trò mồ côi, hiểu học, cô Hoàng Đường bàn với vợ, đón học trò từ làng sen đưa về nhà mình. Nuôi và trực tiếp dạy học chữ. Trở về đây ngoan ngoãn, lễ phép, ai cũng quý mến và yêu thương. Cậu lớn trở thành một thanh niên 18 tuổi có tài có đức. Con gái cũng tuổi trăng tròn, đẹp người đẹp nết đã rất yêu quý học trò. Thấy con gái học trò thương nhau, vẫn đến lễ giáo phong kiến, môn đăng hộ đối, một điều cuộc khác đã quyết định chọn học trò làm con rể. Vậy là cô chủ và anh chị đã biết, bố bác Hồ từ học trò nghèo mồ côi được đón về đây nuôi và trở thành con rể của gia đình. Lễ cưới bố mẹ bác tổ chức năm 1883 tại đây. Lo lắng các con về với làng sen vất vả với hai bàn tay trắng, ông bà cô Hoàng Đường dành mảnh đất một sào ba thửa chặt cây cối làm tổ ấm để con ở riêng là ngôi nhà tranh ba sang bên kia. Đây là nhà của bố mẹ bác, nơi bác Hồ đã cất tiếng gọi chào đời, nơi bạn đã sống 5 năm tuổi thơ êm đềm, hạnh phúc trong tình yêu của bố mẹ, anh chị, ông bà. Bây giờ cô chú và anh chị có thể ra thăm cây mít hàng trăm năm tuổi từ thời bạn, rồi chúng ta sang bên này để thăm nhà bác Hồ. Hôm nay về Nghệ An vào đúng ngày nắng nóng đấy ạ. Dạ thưa với các cô chủ, là như lúc nãy cháu giới thiệu là ngôi nhà tranh lớn năm san là nhà của ông bà ngoài. Còn nhà tranh nhỏ ba san này là nhà của bố mẹ bác Hồ. Bác mình là sinh ra tại đây. Ngôi nhà tranh với những kỷ vật vô cùng giản dị mà cổ nhà thơ Tổ Hữu đã viết. Ba san nhà trống nồm đưa phóng, một chiếc giường con chiếu mộng. Thưa với các cô chủ, là nhà của bác thì có ba san. Ngoài cùng sân nhà thứ nhất được dành riêng cho bố bác là ông Nguyễn Sinh Sắc học và nghỉ. Tại đó ông đã miệt mài học tới hơn 10 năm. Sau này ông đi thi và đỗ học vị cử nhân ạ. Còn sân nhà thứ hai, chúng ta vào nhà sẽ thấy tấm màn, chiếc giường nhỏ. Mẹ đã sinh ba người con yêu được tại đây. Người con gái đầu lòng là cô Nguyễn Thị Thanh, chị của bác, sinh năm 1884. Người con thứ hai là cậu Nguyễn Sinh Khiêm, anh của bác, được sinh năm 1888.
Mặt hồn người đã có tiếng khóc sao đời. Đó là sáng mùa hè khi hương sen ngào ngạt, sáng 19 tháng 5 năm 1890. Bác Hồ được đặt tên ngày ấy là Nguyễn Sinh Cung, mà tuổi đi học bác con có tên là Nguyễn Tất Thành. Sau con, mẹ dùng cảnh võng đưa con vào giấc ngủ. Mẹ gửi gắm tình cảm, niềm tin vào các con rằng: con ơi, mẹ dặn câu này, chăm lo đèn sách cho thầy áo thương, làm người đổi sạch thơm, công sách quỷ nhẹ, đứa thương và thương. Những lời xóa tha thì êm đềm theo bạc sủa và cuộc đời. Ngày bạc hoạt động tại đất Thái, đêm khuya bác nghe bà mẹ viết tiểu sâu. Người chẳng trọc nhớ mẹ không ngủ, sáng ra bác kể lại, xa nhà trong ngay mê nhiên, đêm qua nghe tiếng mẹ hiền. Những ngày cuối đời bác nói, bác muốn nghe một làn điệu dân ca, một câu hò sử nghề. Lúc đó bác còn nhớ mẹ, nhớ quê hương mình rất hiền. Bác còn lớn lên trong lời ru em đềm bên tiếng hoa đi của cả khúc cụ. Ngọn đèn dầu lạc đêm đêm mẹ thức dậy vải, bên ngoài thì chồng học tập, bên trong thì mẹ dậy vải suốt đêm. Có nhà thơ từng viết, ánh đèn thức với trống thanh, nửa theo chữ viết nửa bằng. Từ tuổi thơ bác Hồ được mặc tấm áo chỉnh bàn tay mẹ ngay tay mà gì. Nhưng bác Hồ chỉ ở tại hoàng trường này đã có những năm thôi. Khi bác Hồ mới 15 tuổi thì bố bác được học ở trường của khu xã Mỹ. Ông có bàn về vợ là đem hà đi đi thôi. Mẹ hơi to nên không vừa. Gần 400 km để vào đất kinh thành, gia đình bác phải đi bộ gần một tháng. Mẹ trên vai đôi gánh nhỏ, đầu con cấp ảo gào tiền không hề nắng mưa. Cả tháng trời gia đình bác đi bộ từ đây vào Huế. Trong Huế thì ruộng không có để làm, mẹ miệt mài bên không gửi. Mẹ thức khuya để có tấm vải đẹp, bà dậy sớm để có những chuốc lụa mượt mà. Cuộc sống êm ấm cho đến ngày mẹ bác sinh con thứ tư. Em bác là Nguyễn Sinh Xin được sinh ở Huế. Nhưng mẹ sinh con trong tục thiệu, bà trở dậy lao động sớm, không may mẹ ốm nặng, sức khỏe yếu dần đi. Trưa 22 tháng chạp của năm Canh Tý, chỉ còn lại có một tuần lễ nữa thôi thì đến Tết, mẹ bạn đã trút hơi thở cuối cùng nơi đất Huế. Mẹ ra đi, năm đó bà mới chỉ 33 tuổi, mới 11 tuổi, bà chịu nỗi đau xé lòng khi mất mẹ. Bạn 11 tuổi thì ở Huế nhiều đêm còn khóc em xin sửa tại đất kinh thành. Ông sắp đi làm thơ kỹ trường ở Thanh Hóa, định về quê năm Tết. Hôm mẹ xa mất ngại, không ngờ vợ mất ở Huế. Ông đau lòng xót xa khô hàn, mất vợ thương con. Ông quyết định vào Huế, qua cái tiết đau buồn thì đưa con ngược quay về quê. Vậy là 11 tuổi, bạn theo cha đi bộ từ Huế về đây. Hai tiếng quê hương ngày về xa diễn đau đẫu, ra đi con bỏ mẹ, ngày về mẹ không con, ngoài đó chị em bạn chăm sóc các cháu về đây. Gửi con cho ngoài, ông bổ Huế dự khoa đi tân sự, kể thi năm đó ông đi đỗ học vị võ bạc. Lễ làng xưa đỗ đài khoa thì không ở quê vừ, mà vinh quy bại tổ, gia đình bạn không còn ở đây nữa, mới chuyển về làng sen quê mường. Từ làng sen bạn bổ Huế, lần xa đi năm Tỵ, bạn đi hơn 50 năm sau mới có dịp về quê thăm nhà. Ngày về đây bác mình 71 tuổi, xa quê hơn 50 năm. Mặt bác rưng rưng thăm khung cười, bên ảnh đèn dầu lạc, mẹ đã ngồi dệt vải bao đêm. Bác ngồi đứng lặng đi trước canh phòng, mẹ đã ru cho em bác ngủ, chiếc giường nhỏ, nơi ba cho em có tiếng khóc xa. Đôi bàn tay bác đặt lên chiếc rương gỗ, tay của bác đã run run sốc đồng. Lát sau bác Hồ nói, các chủ các cô thật là khẽm dữ, rương nhà bác vẫn còn nguyên. Rương gỗ nhỏ mẹ đi lấy chồng bằng ngoài đã cho, nó đã cất giữ những gì đôi bàn tay vất vả mẹ làm ra sản phẩm để vào trong rương gỗ. Tuổi thơ bác mới chập chững, có lúc bác men men ra với bộ lúc bỏ học tại nhà ngoài. Được trực mạnh nhà tranh này bác nói, đây là nhà của bác. Cô chủ và anh chị biết, bác mình ở nhiều nơi, sống nhiều nhà, nhưng về đây bác nói đây là nhà bạn. Người ngồi trước thềm nói chuyện với bà con trước sân. Bác đồng viên thăm hỏi bà con tăng xa sản xuất, xây dựng quê hương giàu đẹp. Gặp lại người bạn đi câu cá ngày nào bác hỏi, ông bạn xa có nhớ tôi không, bị sèo đi câu cá ngay bạn con. Thuổi nhỏ bác Hồ cùng bạn mình đi câu, lấy câu giật lên mắt vào vòng tay bà kể lại bị sèo. Nhưng 50 năm xa cách rồi mà ký ức đẹp đẽ kỷ niệm tuổi thơ không bao
sớm ước mơ trong tâm trí bạn. Tạm biệt hoang trú quê mẹ, bạn về quê cha làm sen, quê nội bạn sống từ 11 đến 16 tuổi như thế nào? Mời cô chú và anh chị về thăm làng sen nghe thuyết minh tại điểm. Tại quê ngoài hoang trú, em được dẫn thuyết minh tại đây rồi. Cô chú và anh chị vào thăm nhà bạn, chụp ảnh lưu niệm trước sân nhà bạn hồ, rồi mình lên đường về với làng sen ạ. Xin được kính chúc các cô chú và anh chị trong đoàn mình khỏe. Chúc đoàn và chị các cô chú và anh chị.